không mà nó không tính từ. Rồi bắt đầu là tới cái đề mục là hồi nãy 30 phải không? Dạ. 3 lần 34 là những theo cái mà gọi là cái mà ăn ra hả? Cái mà trong trong vật thực ha. Ăn ra cũng là particular. Anare tức là trong vật thực, Baticula ở đây tức là sự gớm ghiếp, sự kinh hãi, sự kinh tởm. Sanya tức là sự nhớ tưởng, sự nhận biết, cái sự kinh kinh cảm mà trong cái trong 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 cái vật thực. Vật thực ở đây anh chị cho tất cả là những cái dưỡng chất nào chúng ta hấp thu có thể qua đường miệng, qua đường chích, qua đường như thế nào nha. Chứ như là mình hấp thu được hết thì cái đó là được. Cho nên ví dụ như thực phẩm thì chúng ta quán tưởng chúng ta sẽ thấy rằng đó, cái vật thực thì mà nó chưa có bị tác động do tay do chân hoặc do xúc chạm với cơ thể của chúng ta đó, thì cái vật thực có thể là mình san sẻ với người khác được, người ta ăn được. Trong quy xuất bát giá đề cập rất là rõ vậy. Ví dụ như vật thực của một vị tỳ khưu đó mà đi bác về, nếu mà vị đó chưa đụng vào đó thì vị có thể chia cho các vị tỳ khưu khác được. Còn khi mà vị đó đã đụng cái tay vào đó thì bắt đầu là nó, nếu mình nói theo khoa học, nếu người ấy thì bao nhiêu là vi trùng nữa ha. Rồi chưa tính nó là mình đụng vào mình phá hủy cái tướng của cái thực phẩm đó. Ví dụ như các bạn biết là ba cái táo mình cắt ra nó cứng cứng rồi đó mà, ba cái dạng mà đu đủ đó, tay mình cứ sợ mình bấu nó hơi mạnh xong mình gọt nó thì thôi, lát nữa rồi nó cứ nó mình thấy mà nó mẹ gót hết là biết rồi, nó tay hoài rồi, tay hoài ở bên Mỹ vậy đó nhỉ, cứ họ cắt cái cây như vậy là 9 giờ họ cắt mà 11 giờ mới ăn. Họ cắt đó cái bữa nào dưa hấu nó mềm nó cứng cứng tí cũng đỡ nè, mà cái đu đủ ra thôi rồi cắt rồi nó nhìn nó giống hết vậy. Nó là bên miếng cây không có ngon rồi nha, kỹ sư mình quán thì mình chê thực phẩm không? Dạ không, là mình quán tức là mình thấy là cái cấu uế từ trong thân mình ra cấu uế à, cấu uế vậy, tức là mình chưa tiếp xúc với nha, còn khi mình tiếp xúc với nữa rồi bắt đầu đó là cái thực phẩm nó còn uế trượt hơn nữa. Tất cả đều do cái bản chất của cái thân của mình nó cấu uế như vậy. Nó là do từ cái gì? Cái ta sát tí đó là thân thể trượt đó. Thân gì? Thân hành niệm của anh chị cho 32 cái mận là còn cấu uế đó. Khi mà nó đụng vô cái này là bắt đầu nó sẽ cấu uế liền. Tại vì cái vật tinh nguyên á, cái vật thực nó tinh nguyên là nó không có gì đáng nhầm gớm hết. Tại vì người ta nấu nướng một cách cẩn trọng rồi, người ta bày trí rất là đẹp, rất là sang trọng mà. Nhưng mà khi nó đụng vô rồi bắt đầu mình ớt. Rồi bắt đầu là Ahare Patikula Sanyi, rồi bắt đầu là quán thêm cái kinh cho tu đào tú nữa ha. Quán hả? Cũng là niệm quán. Cái này là phải dùng trí nha, cái Ahare dùng trí nè. Rồi cái mà cái thân hành niệm 32 tại trực dùng trí nha, mà cái tuệ, cái gì cái mà niệm chết cũng là dùng trí nha. Phải dùng trí dữ lắm đó mới tội. Cha tu đào tu. Cha tu đào tu của bác Hà nha. Cha tu đào tu của bác Hà nha. Rồi. Rồi cha nữa là 4 cái Aruba. Cha tu đào tu, cha tu là 4 nha. Đào tu là gì? Là yếu tố. Cái chữ giới đó mình phải hiểu nha. Giới nó không có phải là giới chữ xi lá đâu nha. Mà giới ở đây tức là cái nguyên tố, cái thành phần, cái yếu tố, chữ đa tú này, nguyên tố, thành phần, yếu tố như vậy là upatthana tức là gì? Sự phân biệt, sự phân biệt rõ là cái thành tố đó là cái gì thuộc là về đất, cái gì thuộc về nước, cái gì thuộc về gió và cái gì thuộc về lửa. Sự phân biệt bốn thành tố. Dạ. Yeah. Sự phân biệt bốn thành tố. Dạ. Yeah. Yeah. Hoặc sự phân định, phân biệt được. Rồi bốn cái arupa này. Bốn arupa thì đó là bốn cái đề mục vô sắc ha, tức là phong của biên xứ. Phong của biên xứ tức là akasana như thế nào, akasana ya ya ta na phong của biên xứ akasana như thế nào. Rồi phong của biên xứ là akasa nha, rồi ananya, rồi ayatana. Cái chữ ayatana này chúng ta dịch là xứ, là cái nơi đó, nó không đúng nha, mà nó phải là ayatana là anh chị là đối tượng, nó là đối tượng
Tại vì lúc này đó thì cái vị đó sẽ lấy là akasa nên gia, tức là hư không sẽ là nó vô biên. Bữa sau chúng ta sẽ giải thích cái này, không chúng ta phải đi từ cái trên kia xuống rồi mới tới cái này. Mình chúng ta liệt kê tên đi ha. Không sư thức vô biên sư của nhà mình chỉ cho nó quỳnh nha, anh chị cái đó là quỳnh nha ná nha, quỳnh nha ná, anh chị cái đó ha. Ở này thức vô biên xứ, ở này là vô sổ xứ, a kim chân nha cái đó ha, a kim chân nha, a kim, a kim chân nha. Kim ná tổng chứ là kim giá hả, tức là cái này cũng là vô sở hữu xứ. Rồi bắt đầu nê quá sanh nha, nê quá sanh nha, na sanh nha, na sanh nha như ta ná phi tưởng, phi phi tưởng, chẳng có tưởng mà chẳng phải, chẳng chẳng phải, không phải không có tưởng, tức là có tưởng, tức là nó mập mờ cái này ha. Nên lúc đó tâm ý rất là, nó rất là, rất là, nó rất là phi tưởng, phi phi tưởng xứ, phi tưởng xứ, thức vô biên, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng, phi tưởng, phi phi tưởng, có hai biết. Bây giờ lên kia đi, bữa nào đi, bữa sau thì dạng.